Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và chúng em đang lên sóng với một cấu hình combo của anh Thuần, anh ở Hải An, Hải Phòng. Và đây là một câu chuyện mà rất nhiều các bác và anh em đang không tin là có thật. Đúng là chuyện thật như đùa. Đổi bộ dàn âm thanh cũ lấy bộ dàn âm thanh mới mà chỉ có tại JK Audio. Ở đây thì anh Thuần anh có đổi chiếc âm ly lấy một bộ âm thanh này. Và anh được tính cho chiếc âm ly cũ của anh lấy 1 triệu đồng. Anh đổi sang bộ combo 16 triệu và số tiền còn lại là 15 triệu đồng. Đó, cho cấu hình combo này gồm cặp loa G4000 và đẩy X7 DAC và bộ mic khuyến mại tiêu chuẩn đi kèm Bose 7725 mã. Nếu như các anh em đang có loa cũ, đang có đẩy cũ, muốn nâng cấp đổi lên bộ dàn âm thanh mới thì liên hệ trực tiếp cho JK chúng em qua số hotline. Đây là cấu hình mà rất là VIP với cấu hình cặp loa cây nhiều đường tiếng G4000. Phiên bản là loa cây cao cấp, thiết kế đẹp của hãng WeWood, dòng Bass 30 đấy ạ. Nói về phiên bản này thì anh em vừa trưng bày vừa nghe nhạc rất hay, rất chi tiết. Nó được cho công suất ra mắc 700. Hệ thống chép của nó gồm 3 chép giấy, 1 siêu chép đây. Trung thì được chia làm cả đạt trung trầm, trung cao. Đặc biệt là con Bass 30 đánh rất mạnh, uy lực mạnh mẽ. Kết cấu vỏ thùng lớn, đẹp, sang trọng với những cái đường viền ánh vàng kim loại và tông màu chủ đạo là màu đen. Điểm nổi bật và cũng là điểm nhấn và cái điểm mà đắt giá nhất trên cặp loa. Chất âm thì tuyệt vời rồi, dòng loa nhiều đường tiếng, anh em nghe nhạc hát karaoke quá tuyệt vời. Đi đến con đẩy X7 DAC. Con đẩy này là con đẩy X7 DAC với phiên bản cao cấp nhất của năm 2021, được tích hợp vào công nghệ chip giải mã DAC X7, tích hợp và có cả tính năng bật tắt router để nghe nhạc. Echo reverb rất mượt mà cộng thêm cái khả năng chống hú feedback tự động và reverb thông minh nữa. Đây là cái phiên bản cho ra công suất max lên được 1000W một kênh và đương nhiên là nó có thể đánh 4 loa cùng một lúc vì nó có 4 cửa ra. Cuối cùng là bộ mic tặng kèm cho các anh em, đó là bộ mic Bose 7725 mã. Đây là bộ mic mà ai hát cũng hay, tiếng rất nhẹ nhá. Anh em có dịp trải nghiệm trực tiếp thì sẽ có một cảm nhận khác về bộ mic khuyến mại. Chỉ giá hơn 1 triệu đồng. Ngoài dây jack phụ kiện đi kèm, chúng em còn miễn phí bàn giao tại nhà luôn. Và ngày hôm nay chúng em cũng có những cái chuyến về dưới Hải Phòng, chúng em sẽ kết hợp cùng một lúc luôn ạ. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em tư vấn thêm về bộ G4000. Và ngay sau đây, không để mất nhiều thời gian của anh em nữa, đi vào trọng tâm luôn, đó là cái khả năng test karaoke, khả năng trình diễn karaoke của cấu hình combo VIP này. Thì xin mời các anh em chúng ta cùng đeo tai phone vào ạ, chúng ta cùng ngồi lắng nghe, thưởng thức. Sau rồi cho em xin thêm ý kiến về cái cấu hình combo này với cái mức tiền là 16 triệu đồng, mua thẳng, mua đứt bán đoạn. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
sang cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sông có nghĩa gì đâu nếu điều này em chẳng đến, dù sống đã làm anh mà nhuộm anh đến tim. Sông có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng